phẩm 12. Phẩm rơi vào đoạn xứ. Apajika Vagga. Một La Mã. Kinh rơi vào đoạn xứ. Apajika Sutta. 114. Này các tỷ kheo, ba hạng người này bị rơi vào đoạn xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thế nào là ba ai sống không phạm hạnh tự xưng là sống phạm hạnh đối với người sống phạm hạnh thanh tịnh hành phạm hạnh thật thanh tịnh ai công kích là không phạm hạnh một cách không căn cứ ai chủ trương như sau không có lỗi lầm trong các dục vọng và rơi vào say đắm trong các dục vọng những hạng người này này các tỷ kheo là ba hạng người bị rơi vào đọa xứ rơi vào địa ngục trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Hai La Mã Kinh khó tìm được Đu La Ba Sutta 115 Này các tỷ kheo, sự xuất hiện của ba hạng người này khó tìm được ở đời. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-La-Hán tránh đẳng, tránh giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người tri ân, người biết ơn, khó tìm được ở đời. Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Bà La Mã, Kinh Không Thể Ước Lượng, Apameza Sutta, 116. Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt, xuất hiện ở đời thế nào là ba dễ ước lượng khó ước lượng và không thể ước lượng và này các tỷ kheo thế nào là người dễ ước lượng ở đây này các tỷ kheo có người tháo động kiêu căng dao động lắm mồm lắm miệng phát ngôn bừa bãi thất niệm không tỉnh giác không định tĩnh tâm tán loạn các căn thả lỏng này các tỷ kheo đây gọi là hạng người dễ ước lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không tháo động, không kiêu căng, không giao động, không lắm mồm lắm miệng, không phát ngôn bừa bãi, chú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người khó ước lượng và này các tỷ kheo thế nào gọi là người không thể ước lượng ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo là bậc a la hán các lậu hoặc được đoạn tận này các tỷ kheo đây gọi là hạng người không thể ước lượng ba hạng người này này các tỷ kheo có mặt xuất hiện ở đời bốn la mã kinh vô sắc giới aneja sutta 117 Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem hư không là vô biên, đạt đến và an trú không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy. An chú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an chú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên đã đạt đến không vô biên xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu sau khi chú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy. Kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng xanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi chú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người vượt qua không vô biên xứ, xem thức là vô biên, đạt đến và ăn chú thức vô biên xứ, vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, ăn chú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, ăn chú nhiều trong cảnh giới ấy không có từ bỏ cảnh giới ấy. Đến khi mệnh trung, được sanh cộng chú với chư thiên đã đạt thức vô biên xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến thức vô biên xứ là 40.000 kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi chú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng xanh, đi vào cõi ngạ quỷ nhưng đệ tử của Thế Tôn. Sau khi chú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. Lại nữa, này các tỷ kheo ở đây có người vượt qua thức vô biên xứ, xem không có gì cả, đạt đến và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy. Đến khi mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên đã đạt vô sở hữu xứ. Này các tỷ kheo, thọ mạng của chư thiên đã đạt đến vô sở hữu xứ là 60.000 kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi chú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng xanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi chú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư thiên ấy, cuối cùng nhập niết bàn trong hiện hữu ấy đây là sự đặc thù đây là sự tăng thượng đây là sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh ba hạng người này này các tỷ kheo có mặt xuất hiện ở đời năm la mã kinh khiếm khuyết và viên mãn Vipati Sampada Sutta 118 Này các tỷ kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là khiếm khuyết về giới và này các tỷ kheo thế nào là khiếm khuyết về tâm ở đây này các tỷ kheo có người tham lam với tâm sân hận này các tỷ kheo đây gọi là khiếm khuyết về tâm và này các tỷ kheo thế nào là khiếm khuyết về chi kiến ở đây này các tỷ kheo có người có tà kiến có chi kiến điên đảo không có bố thí không có lễ hy sinh không có cúng tế không có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác không có đời này không có đời sau không có mẹ không có cha không có các loại hóa xanh ở đời không có các hàng sa môn bà la môn tránh hướng tránh hạnh đã tự mình với thắng trí giác ngộ đời này đời sau và truyền dạy lại này các tỷ kheo, đây gọi là kiếm khuyết về chi kiến. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, này các tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về chi kiến, này các tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh trung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba khiếm khuyết. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này, thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về chi kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về giới? Ở đây, này các tỷ kheo có người từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói lời độc ác từ bỏ nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là viên mãn về giới và này các tỷ kheo thế nào là viên mãn về tâm ở đây này các tỷ kheo có người không tham lam không có tâm sân hận này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về tâm. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về tri kiến? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có tránh kiến, không có tri kiến điên đảo, có bố thí, có lễ hy sinh, có cung tế, có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh. Ở đời có các hàng sa môn, bà la môn tránh hướng, tránh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác ngộ đời này, đời sau và truyền dạy lại. Này các tỷ kheo, đây gọi là viên mãn về chi kiến. Do nhân viên mãn về giới, này các tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tâm, này các tỷ kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về chi kiến, này các tỷ kheo, các loại hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba viên mãn. Sáu La Mã, Kinh Không Khiếm Khuyết, Apanaka Sutta 119 Này các tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này. Thế nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm khuyết về tri kiến, vân vân Như kinh 118 Ví như, này các tỷ kheo, một hột xúc sắc chính xác, nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do nhân khiếm khuyết về giới, các loại hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đoạn xứ địa ngục do nhân khiếm khuyết về tâm này các tỷ kheo các loại hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đoạn xứ địa ngục do nhân khiếm khuyết về chi kiến này các tỷ kheo các loại hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đoạn xứ địa ngục. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba khiếm khuyết. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này, thế nào là ba? Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về chi kiến, vân vân như kinh 118. Ví như, này các tỷ kheo, một hột xúc sắc chính xác, nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm khéo đặt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do nhân viên mãn về giới, vân vân, do nhân viên mãn về tâm, vân vân, do nhân viên mãn về chi kiến, này các tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba viên mãn. Bảy La Mã, Kinh Hành Động, Kamanta Sutta 120 Này các tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này, thế nào là ba? Khiếm khuyết về hành động, khiếm khuyết về sanh kế, khiếm khuyết về chi kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về hành động? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, đây là khiếm khuyết về hành động. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về sanh kế? Ở đây, này các tỷ kheo, có người theo tà sanh kế, nuôi sống bằng tà sanh kế. Này các tỷ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về sanh kế. Và này các tỷ kheo, thế nào là khiếm khuyết về chi kiến? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có tà kiến, có chi kiến điên đảo, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh. Ở đời không có các hàng sa môn, bà la môn tránh hướng, tránh hạnh, đã tự mình với thắng trí giác ngộ đời này, đời sau và truyền dạy lại. Này các tỳ kheo, đây gọi là khiếm khuyết về chi kiến. Này các tỷ kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? Viên mãn về hành động, viên mãn về sanh kế, viên mãn về chi kiến. Và này các tỷ kheo, thế nào là viên mãn về hành động? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là viên mãn về hành động và này các tỷ kheo thế nào là viên mãn về sanh kế ở đây này các tỷ kheo có người theo tránh sanh kế nuôi sống bằng tránh sanh kế này các tỷ kheo đây gọi là viên mãn về sanh kế và này các tỷ kheo thế nào là viên mãn về chi kiến ở đây này các tỷ kheo có người có tránh kiến không có chi kiến điên đảo có bố thí có lễ hy sinh có cúng tế có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác có đời này có đời sau có mẹ có cha có các loại hóa xanh ở đời có các hàng sa môn bà la môn tránh hướng tránh hạnh đã tự mình với thắng trí giác ngộ đời này đời sau và truyền dạy lại này các tỷ kheo đây gọi là viên mãn về chi kiến. Này các tỷ kheo, các pháp này là ba viên mãn. Tám La Mã Kinh Thanh Tịnh thứ nhất Pathama sotheja Sutta 121 Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này, thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. Thế nào là thân thanh tịnh? ở đây này các tỷ kheo có người từ bỏ sát xanh từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục này các tỷ kheo đây gọi là thân thanh tịnh và này các tỷ kheo thế nào là lời nói thanh tịnh ở đây này các tỷ kheo có người từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói lời độc ác từ bỏ nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là lời nói thanh tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là ý thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có tham lam, với tâm không sân hận, có tránh chi kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba thanh tịnh. Chín La Mã, Kinh Thanh Tịnh thứ hai. 122 Này các tỷ kheo, có ba thanh tịnh này, thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là thân thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát xanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Này các tỷ kheo đây gọi là thân thanh tịnh và này các tỷ kheo thế nào là lời nói thanh tịnh ở đây này các tỷ kheo có người từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói lời độc ác từ bỏ nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là lời nói thanh tịnh và này các tỷ kheo thế nào là ý thanh tịnh ở đây này các tỷ kheo vị tỷ kheo nếu nội tâm có ước muốn về dục vị ấy rõ biết nội tâm ta có ước muốn về dục nếu nội tâm không có ước muốn về dục vị ấy rõ biết nội tâm ta không có ước muốn về dục ước muốn về dục chưa sanh khởi được sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy ước muốn về dục đã sanh khởi được đoạn trừ thế nào vị ấy rõ biết như vậy và ước muốn về dục đã được đoạn trừ tương lai không sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy nếu nội tâm có sân vị ấy rõ biết nội tâm ta có sân nếu nội tâm không có sân vị ấy rõ biết nội tâm ta không có sân sân chưa sanh khởi được sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy sân đã sanh khởi được đoạn trừ thế nào vị ấy rõ biết như vậy và sân đã được đoạn trừ tương lai không sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy nếu nội tâm có hôn trầm thụy miên vị ấy rõ biết nội tâm ta có hôn trầm thụy miên nếu nội tâm không có hôn trầm thụy miên vị ấy rõ biết nội tâm ta không có hôn trầm thụy miên hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi được sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy hôn trầm thụy miên đã sanh khởi được đoạn trừ thế nào vị ấy rõ biết như vậy và hôn trầm thụy miên đã được đoạn trừ tương lai không sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy nếu tâm có chạo hối vị ấy rõ biết nội tâm ta có chạo hối nếu nội tâm không có chạo hối vị ấy rõ biết nội tâm ta không có chạo hối chạo hối chưa sanh khởi được sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy chạo hối đã sanh khởi được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và chạo hối đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Nếu tâm có nghi, vị ấy rõ biết nội tâm ta có nghi, nếu nội tâm không có nghi, vị ấy rõ biết nội tâm ta không có nghi. Nghi chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Nghi đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào vị ấy rõ biết như vậy và nghi đã được đoạn trừ tương lai không sanh khởi thế nào vị ấy rõ biết như vậy này các tỷ kheo đây gọi là ý thanh tịnh các pháp này này các tỷ kheo là ba thanh tịnh thân và lời thanh tịnh tâm thanh tịnh vô lậu trong sạch được thanh tịnh được gọi ác đoạn trừ 10 La Mã Kinh Toàn Hảo Moneza Sutta 123 Này các tỷ kheo Có ba sự toàn hảo Thế nào là ba? Toàn hảo về thân Toàn hảo về lời nói Toàn hảo về ý Và này các tỷ kheo Thế nào là toàn hảo về thân? Ở đây Này các tỷ kheo Có người từ bỏ sát xanh, Từ bỏ lấy của không cho từ bỏ tà hạnh trong các dục này các tỷ kheo đây gọi là thân toàn hảo và này các tỷ kheo thế nào là toàn hảo về lời nói ở đây này các tỷ kheo có người từ bỏ nói láo từ bỏ nói hai lưỡi từ bỏ nói lời độc ác từ bỏ nói lời phù phiếm này các tỷ kheo đây gọi là lời nói toàn hảo và này các tỷ kheo thế nào là toàn hảo về ý ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỷ kheo đây gọi là ý toàn hảo này các tỷ kheo các pháp này là ba toàn hảo thân và lời toàn hảo tâm toàn hảo vô lậu toàn hảo được toàn hảo được gọi đoạn tất cả